Linh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Yến Linh Talk Show. Yến Linh đang đứng tại nhà hàng High Palace Restaurant. Hôm nay đó là đại nhạc hội Xuân Ất Mùi 2015. Yến Linh và Trường Sơn Entertainment rất cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ cho chương trình. Hôm nay thì quý vị cũng thấy là vé sold out, tất cả vé VIP và regular đều sold out hôm nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi, có một số quý vị đã đến tận cửa mua vé nhưng vì số ghế có hạn cho nên phải xin lỗi và cáo lỗi quý vị phải trở về. Hy vọng lần tới Yến Linh mời Trường Sơn Entertainment đến với chương trình Oklahoma một lần nữa, và một chương trình sẽ lớn hơn, đặc biệt hơn và hùng hoang tráng hơn. Kính chúc quý vị một đêm thật là vui vẻ. Yến Linh và Trường Sơn Entertainment trân trọng kính chào. Chúc quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khang trang và thịnh vượng. Thank you.